Cô chào tất cả các em học sinh khối lớp 6. Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn ra phức tạp, chúng ta không thể đến trường được. Vậy nên, hôm nay cô trò chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong tiết học trực tuyến ngày hôm nay các em nhé. Lịch sử luôn là một lĩnh vực thú vị. Nó lôi cuốn chúng ta tìm hiểu về cội nguồn dân tộc, tìm hiểu về những sự kiện và cả những bí ẩn trong quá khứ nhà văn victor hugo có nói rằng lịch sử là gì đó là tiếng vọng của quá khứ trong tương lai và là ảnh phản chiếu của tương lai trên quá khứ vậy chúng ta có thể lắng nghe tiếng vọng lịch sử từ đâu ngày nay có rất nhiều kênh thông tin để chúng ta tìm hiểu về lịch sử như các viện bảo tàng các tượng đài các bài hát hay các thước phim hoặc là những quyển sách những bài nghiên cứu sử học và có một kênh nữa, ở đó tiếng đồng vọng thời ông cha nghe rất rõ ràng. Đó là những câu chuyện dân gian trong bài học Lắng nghe lịch sử nước mình. Đầu tiên, cô trò mình cùng khởi động các em nhé. Cô có trò chơi, ai nhanh hơn? Luật chơi như sau. Các em chuẩn bị bút, giấy, Mỗi bạn viết ra giấy tên những chuyện truyền thuyết mà mình đã được nghe, được đọc. Trong thời gian 2 phút, bạn nào viết được nhiều nhất tên các chuyện truyền thuyết, bạn đó sẽ là người chiến thắng. Trò chơi ai nhanh hơn 2 phút, bắt đầu! Các em nhanh chóng hoàn thành cái sản phẩm của mình và gửi về Zalo các thầy cô đang phụ trách lớp mình các em nhé. Còn bây giờ cô sẽ giới thiệu với các em một vài hình ảnh của truyện truyền thuyết Việt Nam. Ở bức tranh thứ nhất, đây là hình ảnh nhân vật Lạc Long Quân, nhân vật Âu Cơ gửi cho chúng ta nhớ đến câu chuyện truyền thuyết Con rồng cháu tiên. Ở bức tranh thứ hai, đây là nhân vật Sơn Tinh đang chiến đấu với nhân vật Thủy Tinh, gợi cho chúng ta nhớ đến câu chuyện truyền thuyết Sơn Tinh, Thủy Tinh. tiếp theo ở bức tranh thứ ba chúng ta thấy đây là bánh chân và bánh dày gửi chúng ta nhớ đến câu chuyện truyền thuyết bánh chân bánh dày và đây tráng sĩ đang cưỡi ngựa bay về trời đó chính là câu chuyện truyền thuyết thánh giống em đã ghi được nhiều những câu chuyện truyền thuyết để gửi về cho thầy cô mình chưa đây là hộp quà may mắn phần thưởng dành cho người chiến thắng các em có tò mò bên trong những hộp quà bí ẩn này là gì không câu trò mình cùng mở ra xem nào Mở đầu chương 5 của bài thơ Đất nước trích từ trường ca Mặt đường khát vọng, nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm có viết Khi ta lớn lên đất nước đã có rồi Đất nước có trong những cái ngày sữa ngày xưa mẹ thường hay kể Đất nước bắt đầu với miếng trầu bây giờ bà ăn Đất nước lớn lên khi dân mình biết trồng tre mà đánh giặc Tóc mẹ thì bới sau đầu Cha mẹ thương nhau bằng gừng cây muối mặn Cái kèo, cái cột, hành tên Hạt gạo phải một nắng hai sương, say giã dần sàn, đất nước có từ ngày đó. Như vậy, cõi nguồn đất nước bắt đầu từ những gì gần gũi bình dị với mọi người. Bắt nguồn từ những câu chuyện dân gian từ xa xưa mà ta vẫn được nghe mẹ, nghe bà kể mỗi tối. Và qua những câu chuyện đó, ta thấy yêu đất nước, tôn trọng lịch sử dân tộc và thấy có niềm tin vào cuộc sống hơn các em có biết văn học dân gian có cả một kho tàng truyện kể nơi đây lưu giữ những tri thức về đời sống thể hiện những nhận thức đánh giá lịch sử đất nước của nhân dân đó là những trang sử được tái hiện bằng trí tưởng tượng và nghệ thuật kể chuyện qua góc nhìn của tác giả dân gian từ đó lịch sử nước mình được tái hiện phản ánh một cách độc đáo trong bài học này các em sẽ tìm hiểu về truyền thuyết một thể loại văn học dân gian kể về các nhân vật sự kiện liên quan đến lịch sử của đất nước đầu tiên chúng ta cần xem qua các yêu cầu cần đạt thứ nhất học xong bài này chúng ta sẽ đạt được nhận biết được khái niệm truyền thuyết và một số yếu tố của truyền thuyết như cốt truyện nhân vật lời người kể chuyện và lời nhân vật các yếu tố kỳ ảo cái thứ hai các em nhận biết được nhân vật trong văn bản cũng như nhân vật trong truyện truyền thuyết cái thứ ba chúng ta tóm tắt được nội dung chính của văn bản bằng sơ đồ và cuối cùng, các em biết gìn giữ phát huy truyền thống dựng nước, giữ dự nước, trân trọng các giá trị văn hóa dân tộc. Đầu tiên, các em đi vào hoạt động đọc. Trong hoạt động đọc, chúng ta tìm hiểu về tri thức ngữ văn. Tiếp theo là văn bản đọc thứ nhất, thánh giống. Văn bản thứ hai, sự tích hồ gươm. Tiếp theo là đọc kết nối với chủ điểm, hội thổi cơm thi ở đồng văn. Và cuối cùng là đọc mở rộng theo thể loại bánh chưng, bánh dày. Các em dừng lại ít phút để ghi bài. Các em lưu ý bạn nào có vở thì chúng ta lấy vở bài học ra để ghi vào. Còn bạn nào chưa có vở thì tạm thời chúng ta ghi vào vở cũ hoặc là các em có thể chụp lại màn hình để sau này đi học trở lại, chúng ta ghi vào vở bài học các em nhé. Đầu tiên, chúng ta đi vào tìm hiểu về tri thức ngữ văn. Đầu tiên là tri thức đọc hiểu. Trong tri thức đọc hiểu, chúng ta tìm hiểu về khái niệm của truyện truyền thuyết, về nhân vật và nhân vật trong truyền thuyết, về cốt truyện và về các yếu tố kỳ ảo. Về phần tri thức đọc hiểu, chúng ta tìm hiểu trong sách giáo khoa trang 17-18 để nêu những hiểu biết của mình về thể loại truyền truyền thuyết các em nha. Và các em trả lời cho cô các câu hỏi sau. Câu thứ nhất, khái niệm của truyện truyền thuyết. Câu thứ hai, hãy nêu đặc điểm của truyện truyền thuyết. Ở phần này, cô có thể hướng dẫn chúng ta làm một cái thẻ thông tin. Về truyện truyền thuyết, chúng ta có đặc điểm, đối tượng, nghệ thuật và mục đích. Và chúng ta lật lại phía sau cái thẻ thông tin này để điền đầy đủ các nội dung. Về đặc điểm, đây chính là loại truyện dân gian về đối tượng là kể về các nhân vật sự kiện lịch sử hoặc có liên quan đến lịch sử và về nghệ thuật là yếu tố có yếu tố tưởng tượng kỳ ảo và về mục đích là thể hiện thái độ đánh giá của nhân dân về các nhân vật sự kiện được kể tiếp theo chúng ta nhìn vào sách giáo khoa đọc lại khái niệm truyện truyền thuyết để nắm rõ về các thể loại truyền thuyết các em ha Tôi mời các em sang phần tiếp theo là chúng ta tìm hiểu về nhân vật và nhân vật trong văn bản. Ở đây chúng ta cũng có thể làm một cái thẻ thông tin để lưu vào trong cái sổ tay văn học của mình à, về nhân vật trong văn bản. Thứ nhất là về đối tượng, về đặc điểm, và về nhận biết. Và các em có thể nêu ra một vài cái ví dụ nhân vật mà các em yêu thích về đối tượng nhân vật trong văn bản có thể là con người, loài vật, đồ vật đã được nhân hóa. Về đặc điểm của nhân vật trong văn bản có thể là nhân vật có tính cách hiền từ, hung dữ, thật thà, hoặc là giả dối, danh mảnh, khù khờ. Và chúng ta có thể nhận biết nhân vật qua lời nói của người kể chuyện, hoặc qua hành động lời nói ý nghĩ của chính nhân vật đó. Các em có thể lấy một vài ví dụ các nhân vật như là Sơn Tinh, như là Thánh Giống, hoặc nhân vật Lang Liêu, vân vân, vân vân. À tiếp theo, chúng ta tìm hiểu đặc điểm của nhân vật truyện truyền thuyết. Thì nhân vật trong truyện truyền thuyết có các đặc điểm sau, đặc điểm thứ nhất. Nhân vật thường có đặc điểm khác lạ về lai lịch, phẩm chất, tài năng, sức mạnh. Đặc điểm thứ hai là thường gắn với sự kiện lịch sử và có công lao lớn đối với cộng đồng và thứ ba là được cộng đồng truyền tụng và tôn thờ chúng ta tìm hiểu tiếp về cốt truyện cốt truyện là chuỗi các sự việc chính được sắp xếp theo một trình tự nhất định và có liên quan chặt chẽ với nhau với sự việc a dẫn đến sự việc b sự việc c sự việc d sự việc e và cuối cùng là dẫn đến một sự việc kết thúc có ý nghĩa về cốt truyện trong truyền thuyết thì chúng ta thấy rằng cốt truyện trong truyền thuyết thường xoay quanh công trạng kỳ tích của nhân vật mà cộng đồng truyền tụng tôn thờ thường sử dụng yếu tố kỳ ảo nhằm thể hiện tài năng sức mạnh khác thường của nhân vật và cuối truyện thường gợi nhắc dấu tích xưa cần lưu lại đến hiện tại Tìm hiểu tiếp yếu tố nghệ thuật trong chuyện dân gian, đó chính là yếu tố tưởng tượng kỳ ảo. Các em nhìn vào bức tranh thứ nhất, đây là hình ảnh mẹ ô cơ đẻ ra bọc trăm trứng và trăm trứng nở ra trăm người con. Thật diệu kỳ. Và ở bức tranh thứ hai, đây là hình ảnh thánh giống cưỡi ngựa, người và ngựa từ từ bay về trời một hình ảnh kỳ ảo. Như vậy, yếu tố tưởng tượng kỳ ảo chính là những hình ảnh, những chi tiết kỳ lạ, hoang đường là sản phẩm của trí tưởng tượng và nghệ thuật hư cấu của dân gian đã tạo cho câu chuyện trở nên hấp dẫn, ly kỳ. Như vậy, chúng ta vừa tìm hiểu xong cái tri thức ngữ văn. À, trong đó có truyền thuyết nhân vật cốt truyện và yếu tố kỳ ảo. Các em dừng lại ít phút để ghi bài cô nhắc lại các em những bạn nào có vở thì chúng ta ghi vào vở những bạn nào chưa có vở chúng ta tạm thời chúng ta ghi vào vở cũ hoặc là các em chụp lại màn hình để sau này đi học trực tiếp các em ghi lại vào vở bài học bây giờ chúng ta đi vào tìm hiểu văn bản thứ nhất đó là văn bản thánh giống Về cái hoạt động đọc văn bản thánh giống này thì chúng ta có các bước như sau. Bước 1 là khởi động, bước 2 chuẩn bị đọc, bước 3 trải nghiệm cùng văn bản, bước 4 suy ngẫm và phản hồi và cuối cùng là tổng kết và củng cố. Ở bước 1 khởi động, thật ra khi chúng ta tìm hiểu khái niệm truyền truyền thuyết về nhân vật, về cốt truyện, về yếu tố kỳ ảo, tức là chúng ta đã khởi động rồi. Ở đây Cô muốn giới thiệu với chúng ta một cái đoạn phim về lễ hội làng giống và sau khi xem cái đoạn phim này, các em trả lời cho cô các câu hỏi sau. Câu hỏi thứ nhất, em biết đến những vị anh hùng nào trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc? Và câu hỏi thứ hai là em cho biết vị anh hùng nào được nhắc đến trong đoạn phim này và nêu cảm nhận của em về vị anh hùng này.

Hội giống là một lễ hội văn hóa cổ truyền, mô phỏng rõ một cách sinh động và khoa học diễn biến của các trận đấu của thánh giống và nhân dân văn lan với giặc âm. Yêu nước chống giặc ngoại xâm là một chủ đề lớn xuyên suốt tiến trình phát triển của văn học Việt Nam. Nhiều tác phẩm truyện dân gian đã tạc vào thời gian những người anh hùng bất tử với non sông. Thánh giống là một trong những truyền thuyết bất hủ như vậy. Điều gì đã làm nên sức thấp, hấp dẫn của thiên truyện? Chúng ta chuẩn bị đọc văn bản. Trước khi đọc văn bản, các em trả lời với câu câu hỏi Em nghĩ thế nào về việc một cậu bé 3 tuổi bỗng trở thành tráng sĩ? Bước đọc và bước trải nghiệm cùng văn bản chúng ta song song với nhau các em nhé. Trong đọc chúng ta chú ý là đọc tìm hiểu các chú thích. Chúng ta tạm dừng và sau đó chúng ta dự đoán và suy luận. Ở văn bản này, Chúng ta có những cái hợp dự đoán, những cái hợp suy luận trong sách giáo khoa. Chúng ta lưu ý một chút. Và cô yêu cầu chúng ta khi đọc, đọc rõ ràng, rành mạch, nhấn rộng ở những chi tiết kỳ lạ, tìm hiểu chú thích, những từ khó, lưu ý những hợp chỉ dẫn khi đọc. Cô đọc một đoạn tục truyền đời hùng vương thứ sáu ở làng giống có hai vợ chồng ông lão chăm chỉ làm ăn và có tiếng là phúc đức hai ông bà ao ước có một đứa con một hôm bà ra đồng trông thấy một vết chân rất to liền đặt bàn chân mình lên ướm thử xem thua kém bao nhiêu không ngờ về nhà bà thủ thai và 12 tháng sau sinh ra một cậu bé mặt mũi rất khôi ngô hai vợ chồng mừng lắm nhưng lạ thay đứa trẻ cho đến khi lên ba vẫn không biết nói biết cười cũng chẳng biết đi cứ đặt đâu thì nằm đấy cô đọc một đoạn như thế còn các đoạn còn lại các em đọc tiếp theo chúng ta đi vào tìm hiểu bố cục của văn bản các em có thể nêu bố cục của văn bản và các bạn khác cũng có thể phát biểu là chúng ta có thể chia theo bố cục cách khác không? Ở đây cô gợi ý các em cái văn bản có bố cục gồm 4 phần. Phần 1 là sự ra đời của thánh giống. Phần 2 là sự lớn lên của thánh giống. Phần 3 là thánh giống đánh giặc và bay về trời. Và phần còn lại là các dấu tích còn lại. Chúng ta tìm hiểu về nhân vật và sự việc. Các em trả lời cho cô các câu hỏi sau. Chuyện xảy ra vào thời đại nào? Kể về việc gì? Hãy liệt kê các nhân vật có trong văn bản. Ai là nhân vật chính của truyện? Em hãy nêu những sự việc chính của truyện. Hãy kể tóm tắt truyện trong khoảng 5 đến 7 câu theo chuỗi sự việc đã tìm được. Cô hướng dẫn các em về nhân vật và sự việc. Thì ở đây nhân vật chính chính là Thánh Giống. Và À, truyền thuyết thánh giống liên quan đến sự thật lịch sử ở thời đại vua hùng vương câu chuyện này cũng được viết theo với phương thức biểu đạt tự sự Cô giới thiệu với các em các sự việc chính trong câu chuyện sự việc thứ nhất sự ra đời kỳ lạ của thánh giống sự việc thứ hai tiếng nói đầu tiên của giống là tiếng nói xin đi đánh giặc sự việc thứ ba giống đòi rơi sắt ngựa sắt giáp sắt sự việc thứ tư giống vương vai trở thành tráng sĩ, sự việc thứ năm giống nhổ tre bên đường đánh giặc, sự việc thứ sáu giống bay về trời. tương ứng với mọi sự việc là những bức tranh sâu, các em nhìn vào nhé. Tiếp theo, các em có thể tóm tắt văn bản. À, các em có thể À, dựa vào cái hướng dẫn này để tóm tắt văn bản thánh giống chúng ta sang bước thứ tư đó là suy ngẫm và phản hồi ở đây có một câu hỏi được đặt ra đó là em liệt kê một số chi tiết kỳ ảo gắn liền với các sự việc sinh ra và lớn lên ra trận và chiến thắng bay về trời của nhân vật thánh giống các sự việc chính có thể kể đến đó là giống ra đời, giống lớn lên, giống ra trận và đánh giặc cuối cùng, giống bay về trời. Các em mở phiếu học tập số 1, phiếu học tập hôm trước cô đã chuyển cho các em. Trong phiếu học tập này, các em hãy trả lời các câu hỏi, tìm những chi tiết kể về sự ra đời của thánh giống bình thường và khác thường như thế nào. Sau đó, các em nhận xét về những chi tiết ấy, suy nghĩ gì về nguồn gốc của giống. Đây là phần gợi ý để các em trả lời trong phiếu học tập. Về sự ra đời của thánh giống, sự ra đời bình thường là bởi vì giống là con của hai vợ chồng ông lão chăm chỉ làm ăn và có tiếng là phúc đức. Nhưng sự khác thường ở chỗ là bà mẹ ốm vết chân lạ về nhà thủ thai và 12 tháng sau sinh ra một cậu bé. Lên 3 tuổi, cậu vẫn không biết nói, biết cười, chẳng biết đi, cứ đặt đâu thì nằm đấy đó chính là sự ra đời của thánh giống thật kỳ lạ, khác thường. Nhưng giống lại xuất thân rất bình dị, gần gũi và sau này giống trở thành người anh hùng của nhân dân. Tiếp theo các em mở phiếu học tập số 2. Đó là quá trình giống lớn lên, ra trận đánh giặc và bay về trời. Ở đây có các chi tiết các sự kiện. Thứ nhất, tiếng nói đầu tiên xin đi đánh giặc. Thứ hai, giống đòi roi sắt, ngựa sắt, áo giáp sắt thứ ba sống bà con góp gạo nuôi giống thứ tư giống vương vai trở thành tráng sĩ thứ năm giống nhổ tre bên đường đánh giặc và cuối cùng giặc tan giống cởi bỏ áo giáp sắt để bay về trời và chúng ta có cảm nhận gì về những ý nghĩa của các chi tiết này và nghệ thuật xây dựng của nó như thế nào cô có gợi ý cho phiếu học tập thứ hai như thế này thứ nhất tiếng nói đầu tiên xin đi đánh giặc thể hiện ca ngợi cái lòng yêu nước tiềm ẩn và nguyện vọng ý thức đánh giặc cứu nước yêu nước tạo nên cái khả năng kỳ lạ đó chính là sức mạnh tự cường và niềm tin chiến thắng và giống đòi có roi sắt cửa sắt giáp sắt đó chính là chi tiết thể hiện cái mơ ước có vũ khí thần kỳ đó còn là thành tựu văn hóa kỹ thuật thời hùng vương nhân dân ta đã có sự tiến bộ đã rèn luyện đúc đồng phục vụ cho nhu cầu sống và chống giặc và chi tiết tiếp theo bà con góp gạo nuôi giống ở đây thể hiện tinh thần đoàn kết của cộng đồng đánh giặc cứu nước là ý chí sức mạnh toàn dân giống lớn lên bằng cơm gạo của nhân dân sức mạnh của giống là sức mạnh của cả cộng đồng toàn dân chung sức đồng lòng đánh giặc đó là tinh thần đoàn kết dân tộc tiếp theo và chi tiết giống vươn vai trở thành tráng sĩ có thể nói đó là sự lớn dậy phi thường về thể lực của giống để đáp ứng yêu cầu cứu nước giống mặc áo giáp sắt cầm roi sắt cởi ngựa sắt đánh hết lớp này đến lớp khác đó chính là vẻ đẹp dũng mãnh của người anh hùng theo cái nhìn lý tưởng hóa của nhân dân ta chi tiết tiếp theo giống nhổ tre bên đường đánh giặc đó là sống không chỉ đánh giặc bằng vũ khí hiện đại sắt mà còn bằng cả vũ khí thô sơ bằng cây cỏ bằng hoa lá của đất nước và chi tiết cuối cùng giặt tan, giống bỏ, giáp sắt, rồi bay về trời. Chi tiết này có ý nghĩa, giống chính là người anh hùng vô tư, trong sáng, không màng danh lợi, không màng địa vị. Sự ra đi phi thường đó chính là ước muốn bất tử, hóa thành thánh giống. Và tiếp theo, à, chúng ta có câu hỏi thứ hai. Trong văn bản trên đã sử dụng nhiều từ ngữ khác nhau để chỉ nhân vật giống. Em hãy liệt kê các từ ngữ ấy thành hai nhóm theo hai thời điểm trước và sau khi giống Vương Vai trở thành tráng sĩ để ra trận đánh giặc. Các em suy nghĩ và trả lời câu hỏi này nhé. Cô có cái gợi ý. Về những từ ngữ chỉ nhân vật giống trước khi ra trận, trong và sau khi ra trận và thể hiện cái tình cảm cảm xúc như thế nào? Thì thứ nhất những từ ngữ chỉ nhân vật giống trước khi ra trận cậu bé một lần đứa bé một lần chú bé bốn lần điều này thể hiện sự thân mật và triều mến của nhân dân dành cho giống và trong và sau khi đánh trận thì giống được gọi là tráng sĩ bảy lần phù động thiên vương một lần thánh giống một lần sự việc gọi tên như thế để thể hiện sự tôn quý và ngợi ca nhân vật giống. Các em dừng lại ít phút để ghi bài các em nhé. Câu nhắc là chúng ta chỉ ghi những phần chưa ghi, những phần đã ghi rồi, các em không ghi lại nữa. À, tiếp tục, chúng ta đi vào cái câu hỏi thứ ba của cái bước 4 suy ngẫm và phản hồi. Câu số 3 này là theo một số bạn, truyện thánh giống lẽ ra nên kết thúc ở câu Đến đấy, một mình một ngựa, tráng sĩ lên đỉnh núi, cởi áo giáp sắt bỏ lại, rồi cả người lẫn ngựa từ từ bay lên trời. Các bạn ấy cho rằng phần văn bản sau, câu văn này là không cần thiết, vì không còn gì hấp dẫn nữa. Em có đồng ý như vậy không? Vì sao? Em suy nghĩ và trả lời nhé. Và đây là phần gợi ý của cô. Chúng ta có thể không đồng ý với ý kiến trên, vì phần cuối truyện kể về những dấu tích của giống còn để lại khiến cho câu chuyện hấp dẫn hơn đó là những di sản mà giống để lại cho dân tộc ta đến ngày nay qua đó cũng thể hiện được sự trân trọng biết ơn niềm tự hào và ước muốn của nhân dân ta về một người anh hùng cứu nước giúp dân đồng thời cũng giải thích được các sự kiện địa điểm lịch sử đền thờ phù đổng thiên vương làng cháy che đằng nghe và những chi tiết trên phù hợp với khái niệm của truyện truyền thuyết tiếp theo chúng ta sang cái bước thứ năm đó là tổng kết và củng cố các em hãy suy nghĩ và trả lời cho cô hai câu hỏi sau câu hỏi thứ nhất thông qua hình tượng thánh giống truyện phản ánh hiện thực và ước mơ gì của nhân dân ta câu hỏi thứ hai vai trò của các yếu tố hoang đường kỳ ảo trong việc thể hiện nội dung và đây là phần gợi ý của cô. Về nội dung, thánh giống là biểu tượng rực rỡ của lòng yêu nước, sức mạnh phi thường của dân tộc, thể hiện ước mơ của nhân dân ta về người anh hùng chống giặc ngoại xâm. Còn về phần nghệ thuật, là tác giả dân gian sử dụng các yếu tố hoang đường kỳ ảo để lý tưởng hóa người anh hùng lịch sử, thể hiện quan niệm cách đánh giá của nhân dân về người anh hùng. Đây là cái phần khái quát của cô, nội dung truyện, nghệ thuật của truyện và ý nghĩa của câu truyện. Các em có thể tham khảo. theo về bài tập. Bài tập có hai bài tập trong sách giáo khoa. Bài tập thứ nhất, việc lập đền thờ và hàng năm mở hội giống thể hiện điều gì nên một vài hiểu biết của em về hội giống. Bài tập thứ hai, tại sao hội thi thể thao trong nhà trường mang tên hội khỏe phù động các em suy nghĩ và thực hiện hai bài tập này nhé à, cô hướng dẫn chúng ta một chút trong bài tập về bài tập thứ nhất việc lập đền thờ và hàng năm mở hội giống thể hiện tấm lòng tri ân của người anh hùng bất tử hướng về cội nguồn từ đó nâng cao với nhận thức cộng đồng về các hình thức chiến tranh bộ lạc cổ xưa và liên tưởng tới cuộc chiến tranh nhân dân toàn dân toàn diện trong sự nghiệp giải phóng và bảo vệ tổ quốc và câu thứ hai lý do tại sao đặt tên hội khỏe phù động thì thứ nhất là hội thi dành cho lứa tuổi thiếu niên lứa tuổi thánh giống trong thời đại mới và hình ảnh giống là hình ảnh của sức mạnh của tinh thần chiến thắng rất phù hợp với ý nghĩa của một hội thi thể thao và mục đích của hội thi là rèn luyện thể lực sức khỏe của học tập lao động góp phần bảo vệ và xây dựng tổ quốc sau này Các em dừng lại ít phút để ghi bài. Các em ghi phần cuối cùng, ý nghĩa của câu chuyện. Chúng ta qua phần cuối cùng, phần luyện tập và vận dụng, mở rộng. Ở đây, cô có 3 câu hỏi. Từ câu hỏi dễ nhất đến câu hỏi khó. Câu hỏi đầu tiên, em hãy kể tên một số chuyện truyền thuyết thời đại vô hùng mà em biết câu hỏi này chúng ta đã thực hiện Các em rất dễ dàng để kể tên ra Bài thứ hai Viết đoạn văn kể lại trận đánh của giống Bằng lời của nhân vật Ở đây yêu cầu chúng ta viết đoạn văn thì Các em có thể viết 5 đến 7 câu Và lời kể là lời của nhân vật Như vậy Người kể chuyện phải là xưng tôi ở ngôi kể thứ nhất. Và câu thứ ba, Câu vận dụng mở rộng. Em hãy thiết kế sơ đồ tư duy về quá trình đánh giặc của người anh hùng làng giống. Cô hướng dẫn các em ở câu 3 này. Thì em thiết kế sơ đồ tư duy về quá trình đánh giặc của người anh hùng làng giống theo các bản tiêu chí sau đây. Yêu cầu thứ nhất ở mức 1. Sơ đồ tư duy chưa đầy đủ nội dung, các em chỉ đạt được 5 điểm ở mức trung bình. Và ở mức 2, sơ đồ tư duy đầy đủ nội dung nhưng chưa thật sự hấp dẫn, các em cũng chỉ đạt được 7 điểm, đạt ở mức khá. Và ở mức cao nhất đó là sơ đồ tư duy đầy đủ nội dung và đẹp, khoa học, hấp dẫn, các em sẽ đạt được ở mức giỏi với điểm 9, điểm 10. Và đây là một cái sơ đồ cô cho các em tham khảo trong quá trình thực hiện. Các em có thể có sự sáng tạo và có những cái thẩm mỹ, cái vẻ đẹp riêng. Của mỗi sơ đồ, của mỗi bạn khác nhau Cô chúc các em thực hiện tốt Và sau đây Các em nhận phiếu học tập này Để chuẩn bị cho bài học tiếp theo Đó là truyền thuyết Sự tích hồ gươm Trong phiếu học tập này Phan nêu ra sự kiện Hoàn cảnh lịch sử, cách thức hành động và ý nghĩa Với sự việc là Long Quân cho mượn gươm và sự việc Long Quân đời Gươm các em điền vào những cái chỗ ô trống này. Thì bài học của cô đến đây là kết thúc. Cô chào tất cả các em. Cô chúc các em thật nhiều sức khỏe và học tốt các em nhé.